Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ chậu cây sương trồng nhé. Đầu tiên là vẽ cái chậu trước. Rồi, vậy cái chậu trước rồi ha. Rồi tiến hành vẽ cái xương rồng ở trong này. Xương rồng này mình cũng biết là xương rồng gì, nhưng mà mình thấy nó giống, nó hơi giống cái đuôi gà ấy. Thôi mình đặt nó là xương rồng đuôi gà đi. Đấy, đầu tiên là vẽ cái mình nó trước ha. Đấy, bạn vẽ kiểu kiểu cái đuôi gà, cả cái đuôi gà ghép lại với nhau là có cái bùi chưa xương rồng lại liền. Thế giữ để đó đi, xíu nữa mình trồng cỏ xong. Rồi bên này thêm một em nữa. Em này cho nó khác lại một xíu cho nó thân hình trái tim đi ha. Rồi cái này cho nó ngắn đến đấy thôi. Nhiều cái nó tua tủa ra ha. Yeah. Cái này hơi ngắn thì mình chắc mình phải vẽ thêm xíu nữa. Giống con thỏ không? Giống củ cà rốt không? Bạn thấy giống củ cà rốt không? Không ha, bây giờ là mình sẽ vẽ bông hoa cho nó ha. Hoa thì xương rồng có hoa cũng hiếm lắm á. Tại hồi xưa nhà mình cũng trồng xương rồng nhưng mà nó không có hoa.
À, xương rồng nó giống hoa quỳnh đấy. À, bạn vẽ nhiều nhiều cạnh một xíu à. Đấy. Là được một cây hoa, hai cái bông hoa rồi đó. Bây giờ mình vẽ trên này. Đấy. Không. Đấy, rồi bạn vẽ ở đây một bông hoa nữa. Đấy. Để thêm bông hoa nữa. Rồi ha. Xương rồng thì phải có gì? Phải có gai đúng không? Vậy bây giờ bạn vẽ gai vô cho nó. Trời ơi. Đâm trúng gai xương rồng thì thôi rồi đó. Đấy, thấy không? Quá dễ vẽ luôn á. Ai mà không biết vẽ cái này thì thôi chứ. Chua. Quá chua. Dễ vẽ nhất là gì biết không? Cái gai này này. Đấy. Vẽ cứ đâm ra tia tỉa như thế này là thành gái thôi. Đừng động vào tôi, đừng động vào tôi có gai đấy. À, với lại nữa. Xương rồng mà có bóng là không có lá đâu nhé các bạn. Và thường thì nó cũng không có lá luôn á, nó chỉ có thân này là chủ yếu à, thân và gai thôi. Trời ơi, mũi cắn quá. Wow, vẽ cái này mỏi tay ghê á. Gái nhiều quá mà. Đấy. Mà gái xương rồng là kể cái nào mà nó càng dài, trời ơi, nó đâm đau muốn chết luôn á. Còn mấy cái loài mà gọi là búp măng non như mấy có mấy cây như thế này nè, nhà heo không bị gì hết. Sắp xong rồi các bạn ơi. Nhiều gái quá. Rồi là chùm gái luôn chứ không phải là gái nữa. Chùm gái này mới độc đáo, đồng vào nó là nó đứt tay.
mấy cái chữ này vẽ gai cho nó đủ số vào. Được ha, xong một chậu xương rồng ha. Nhìn các bạn nhìn rối mắt như thế này thôi, nhưng mà hôm nay mình tô màu vào là các bạn sẽ nhìn ra nó sẽ rất là khác biệt. Ok, xong mình vẽ cỏ vào đây nữa. Rồi, ok, xin chào các bạn, tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại vào những video tiếp theo nhé. Bye bye.